Trần Bảo Toàn, cậu bé bị bệnh tim và sự kiên nhẫn của thầy Vinh. Trần Bảo Toàn chính là cầu thủ đã ghi bàn quyết định giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Anh cũng chính là viện binh được tăng cường chất lượng cho U23 Việt Nam trong bối cảnh đội ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid. Nhưng 10 năm trước, Trần Bảo Toàn đáng ra sẽ không thể chơi bóng khi bị kết luận hở van tim. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kể lại rằng lúc đấy Hoàng Anh Gia Lai vừa kết thúc đợt tuyển chọn tài năng vào học viện và tiến hành mở lớp năng khiếu cho khóa tiếp theo. Trong vai trò tuyển chọn, ông đặc biệt ấn tượng với Trần Bảo Toàn, một cậu bé đen nhẻm cùng kỹ năng chơi bóng rất tốt. Trần Bảo Toàn được ông Vinh chọn vào lớp năng khiếu khóa 3 cùng 19 em khác, nhưng sau đợt tuyển chọn, Hoàng Anh Gia Lai trước khi ký hợp đồng với cầu thủ sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe. Thật không may, Trần Bảo Toàn bị hở van tim. Ông Vinh kể, khi nhận kết quả ấy, mẹ Toàn đã bật khóc. Quả thực, khi niềm đam mê khát khao của con bị giang dở như vậy, thì ai là cha là mẹ cũng buồn rầu thất vọng. Thấy vậy, ông Đinh Hồng Vinh đã động viên gia đình, đưa Trần Bảo Toàn đi kiểm tra lại ở Bệnh viện Tim Trung ương Huế và hướng dẫn gia đình gửi các chỉ số kiểm tra thể lực của Trần Bảo Toàn. Mặt khác, suốt 2 tháng khi lớp năng khiếu tập trung và tập luyện, ông vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi một vận may từ Trần Bảo Toàn. Cuối cùng, Bệnh viện Tim Trung ương Huế khẳng định Trần Bảo Toàn vẫn chơi bóng đỉnh cao được. Nghe thấy vậy, tôi và gia đình Trần Bảo Toàn mừng rỡ lắm, bởi bản thân tôi đã không đánh mất một tài năng. Quả thực, nhìn Trần Bảo Toàn từng bước trưởng thành cho đến ngày hôm nay, tôi cũng lấy làm hạnh phúc. Hy vọng rằng một ngày không xa, Trần Bảo Toàn sẽ được khoác áo đội tuyển quốc gia và Hoàng Anh Gia Lai để chơi chuyên nghiệp, ông Vinh tâm sự. Tất nhiên, Trần Bảo Toàn sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu như muốn trở thành cầu thủ giỏi của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Ông Vinh hy vọng dưới bàn tay của Kia Tisak, Trần Bảo Toàn sẽ sớm có được điều mà anh mong đợi.